Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, kính thưa các bậc phụ huynh, các bạn học sinh thân mến. Trong không khí đầy xúc động của buổi lễ tổng kết năm học 2019-2020 và lễ tri ân trưởng thành cho học sinh khối 12, niên khóa 2017-2020, em rất vinh dự được thay mặt cho 283 bạn học sinh khối 12 bày tỏ những cảm xúc và lời tri ân đến với thầy cô và cha mẹ. Dẫu biết thời gian vội vã và trôi nhanh, dẫu biết thời gian có bao giờ trở lại, dẫu biết có ngày gặp gỡ sẽ có ngày chia xa. Mới ngày nào chúng em còn là cô cậu học trò bỡ ngỡ, rụt rè bước vào ngôi trường trung học phổ thông Lạc Sơn này. Vậy mà hôm nay chúng em sắp được hoàn thành khóa học cấp trung học phổ thông. Chúng em sắp phải chia xa thầy cô, xa bạn bè, xa hàng cây ghế đá, xa lớp học thân thương, xa mái trường trung học phổ thông Lạc Sơn yêu dấu. Cây phượng già treo mùa hạ trên cao, nơi bục giảng giọng thầy sao chật thấp. Các con giáng năm nay hè cuối cấp, chút nghẹn ngào bụi phấn lỡ lao sao. Nắng vàng như lửa, phượng đỏ rực một góc trời và vẽ kêu râm ran trong vòm lá. Thế là lại thêm một mùa phượng nở, một mùa chia tay. Bánh xe thời gian cứ lặng lẽ quay và đều, chẳng chờ đợi ai bao giờ. Nhớ ngày nào tiếng trống khai trường vang lên, mở đầu cho biết bao dự định, kế hoạch học tập của thầy và trò chúng em. Với chúng em, khóa học sinh lớp 12, niên khóa 2017-2020, thì đây là mùa hè đặc biệt, mùa chia tay để đi đến một chân trời mới. 12 năm học sắp đi qua, tuổi vô tư bồng bột, tuổi học trò nhất quỷ nhỉ ma chỉ còn là những hoài niệm nhạt nhòa của một niềm ký ức xa thẳm. Sẽ nhớ lắm những tháng ngày thầy cô cùng mình miệt mài bên trang sách, làm sao quên được buổi học giữa ngày hè nắng nóng oi ả, những ngày đông rét mướt. Nhớ lắm những khoảnh khắc tươi vui của cái tuổi học trò hồn nhiên, nghịch ngợm và ngây thơ dưới mái trường trung học phổ thông Lạc Sơn. Trong không khí đầy xúc động, chúng em xin gửi lời cảm ơn, lời tri ân sâu sắc đến các thầy cô giáo, những người lái đò tận tụy đã không quản ngại khó khăn, vất vả để trang bị kiến thức, phẩm chất và kỹ năng tốt nhất cho chúng em. Thầy cô đã mang đến cho chúng em những bài giảng quý báu về tri thức. Thầy cô đã dạy cho chúng em về đạo lý làm người, biết thế nào là lẽ phải. Chúng em xin cảm ơn các thầy cô giáo trong ban giám hiệu, các thầy cô trong hội đồng giáo dục nhà trường đã luôn tạo điều kiện tốt nhất cho chúng em học tập và đã giúp chúng em nên người. 3 năm, chúng em được học tập dưới mái trường trung học phổ thông Lạc Sơn. 3 năm, chúng em gắn bó với thầy cô. 3 năm, chúng em được trưởng thành trong vòng tay yêu thương, dìu dắt, nâng đỡ, dạy bảo tận tình của các thầy cô. Có những lúc chúng em đã mải chơi, nhưng các thầy cô vẫn bao dung dạy dỗ chúng em. Bao nhiêu ân tình, bao nhiêu yêu thương mà thầy cô dành cho những đứa học trò nhỏ, chúng em sẽ mãi không bao giờ quên. Tình cảm đó thật thiêng liêng và vô giá biết nhường nào. Những tri thức và bài học về cuộc sống mà thầy cô truyền dạy hôm nay sẽ là mãi mãi hành trang vững chắc nhất cho chúng em tự tin bước tiếp trên con đường tương lai, vươn tới ước mơ của mình. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, kính thưa các bậc phụ huynh, các bạn học sinh thân mến. Thầy cô cho chúng em tri thức, tâm hồn. Cha mẹ sinh thành và dưỡng dục chúng con nên người. Vì vậy, trong buổi lễ hôm nay, chúng con muốn gửi lời tri ân đến người cha, người mẹ kính yêu. Cha mẹ đã sinh thành và khó nhọc nuôi nấng chúng con dần khôn lớn nên người.
Thời gian thấm thoát thôi đứa. Giờ chúng con đã 18 tuổi rồi cha mẹ ạ. 18 năm yêu thương hạnh phúc, 18 năm ba mẹ yêu thương chăm sóc chở che, lặng lẽ mà ân cần biết bao. Con vẫn đang từng bước trên hành trình vươn tới ước mơ. Ngày chúng con một trưởng thành lại là ngày một xa vòng tay ấm áp, yêu thương của cha mẹ để tự lập trên con đường chúng con đã và sẽ chọn. Chúng con xin cảm ơn cha mẹ đã sinh ra chúng con, dành chọn cho chúng con tình yêu thương vô bờ bến. Ngày con chào đời, niềm vui sướng vô cùng rạng rỡ trong đôi mắt của cha mẹ. Cha mẹ vất vả, lo lắng đêm ngày nuôi chúng con ôn lớn, ươm mầm hạt giống tương lai, dành cho con tất cả những tình yêu thương vô bờ bến. Con vẫn đang từng bước trên hành trình ước mơ của mình với hành trang tri thức mà thầy cô đã dạy bảo và nguồn sức mạnh tinh thần mà ba mẹ truyền cho. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Thần thảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con. Không có gì có thể cân đo đong đếm bằng tình cảm cha mẹ đã dành cho chúng con. Mưa nắng dãi dầu không quản, khó khăn nhọc nhằn chẳng sợ chi. Có những lúc tưởng chừng như khó khăn chồng chất, nỗi lo cơm áo gạo tiền, những rạn nứt đối mặt trong cuộc sống có thể quật ngã con người vĩ đại ấy. Nhưng chính niềm vui của con được đến trường, được sánh bước cùng bạn bè trên những buổi tan trường. Nụ cười của con rạng rỡ trên môi là động lực thôi thúc, nung nấu tinh thần cho cha mẹ vượt lên tất cả, để hiên ngang vững bước chăm lo cho chúng con. Niềm vui của con là niềm vui của cha mẹ, nỗi khổ con mang cho cha mẹ nặng lòng hơn. Dành trọ cho con tất cả chẳng đòi hỏi ngược lại điều chi, chỉ mong con khôn lớn nên người. Thưa cha mẹ, chúng con có thể chưa thỏa mãn được kỳ vọng của cha mẹ, nhưng chúng con tin rằng có cha mẹ luôn ở bên, chúng con sẽ vững tâm bước vào đời. Cảm ơn cha mẹ đã sinh ra vất vả nuôi chúng con nên người. Thật hạnh phúc biết bao khi được làm con của cha mẹ. Cha mẹ kính yêu, chúng con mãi mãi biết ơn sự hy sinh thầm lặng của cha mẹ. Các bạn hồi 12 thân mến, thời khắc chia tay đến gần, lời chia tay sau ngậm ngùi, lưu luyến đến vậy. Những giọt nước mắt đã rơi, những bàn tay nắm chặt bàn tay trong tiếng nấc nghẹn ngào. Chỉ mong sao thời gian hãy ngừng trôi, thầy cô luôn bên chúng em, bạn bè mãi không rời xa. Chia tay dù không muốn, nhưng đó là quy luật. Để chia tay chúng ta bước chết trên con đường phía trước. Khi chúng ta bước ra khỏi vòng tay yêu thương của thầy cô, rời xa mái trường trung học phổ thông Lạc Sơn đáng yêu này, mỗi người sẽ đến với chân trời ước mơ để thực hiện hoài bão của mình. Dẫu phải chia xa, chúng em sẽ luôn nhớ về mái trường trung học phổ thông Lạc Sơn, ngôi nhà thứ hai thân thương chan chứa đầy tình yêu của thầy cô, đong đầy bao kỷ niệm của tuổi học trò. Chúng em nguyện hứa sẽ cố gắng quyết tâm trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 để không phụ lòng cha mẹ, thầy cô, những người luôn đặt niềm tin nơi chúng con. Giây phút này, các anh chị cũng muốn nhắn nhủ tới các em học sinh khối 10 và khối 11 yêu quý. Các em hãy học tập thật chăm chỉ để nối tiếp và phát huy truyền thống của nhà trường, để viết tiếp những trang sử vẻ vang mà thế hệ học sinh đi trước đã và đang tạo lại. Các em hãy quyết tâm phấn đấu, nỗ lực sáng tạo, không ngừng học tập.
rèn luyện thật tốt để giữ gìn tô đẹp thêm truyền thống hiếu học của mái trường Trung học Phổ thông Lạc Sơn kính yêu. Cuối cùng, em xin kính chúc các vị đại biểu khách quý, các thầy cô giáo, cha mẹ mạnh khỏe, công tác tốt. Chúc các em học sinh khối 10 và khối 11 có một kỳ nghỉ hè vui vẻ và an toàn bên gia đình, đạt thành tích cao trong năm học sắp tới. Chúc các bạn học sinh khối 12 có một kết quả thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 thật tốt. Chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Em xin trân trọng cảm ơn.